Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 3 tập 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 150. Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số tiếp theo. Bài đầu tiên. 15600 7 chia cho cho 5. Như vậy số đầu tiên ta lấy số 1 ta chia 5 không được, cho nên ta lấy hai chỉ số là 15 ta chia cho 5. 15 ta chia cho 5 là được được 3. 3 nhân 5 là là 15, 15 ta trừ 15 là bằng bằng 0. 6 ta hạ xuống. 6 ta chia cho 5 là được được 1. 5 nhân 1 5, 6 ta trừ 5 còn 1. Hạ số 0 xuống. 0 10 ta chia cho cho 5 là được 2. 2 nhân 5 10, 10 trừ 10 là hết. Hạ. hạ số 7 xuống. 7 ta chia 5 là được 1. 5 nhân 1 là là 5. 7 ta trừ cho đó. cho 5 là còn còn 2. Số 2 là số dư. Số dư này nó luôn luôn nó nhỏ hơn số chia này, số dư này. Nó luôn luôn nó nhỏ hơn số chia là số 5, được không? Nếu như mà số dư mà nó lớn hơn số số chia là chúng ta chia sai á. Tiếp theo. 27 ta chia 6, như vậy là 6 x 4 là 24 6 x 5 là 30 như vậy là ta lấy 4 6 x 4 là 24 như vậy là 27 là trừ cho 24 là còn 3 không ta hạ xuống 30 ta chia 6 là được 5 5 x 6 là 30 30 ta trừ 30 còn, còn 0 6 ta hạ xuống 6 x 6 được 1 như vậy là 0 8 ta hạ xuống 8 ta chia 6 là được được 1 như vậy là 8 ta trừ 6 còn còn 2. Số 2 là dư, dư nhỏ hơn số chia phù hợp. Bài này 14 nó chia 7 là được. Được 2. 2 nhân 7 14, 14 đã trừ 14 còn còn 0, 7 ta hạ xuống. 7 ta chia 7 được 1. 7 1 7 trừ nhau bằng 0. 8 ta hạ xuống, 8 ta chia 7 được 1. 8. Như vậy là 7 1 7 vậy 8 ta trừ 7 còn còn 1. 9 ta hạ xuống. Vậy là 19 ta 19 ta chia 7 là được à, 2 nha. 2 7 14 19 ta trừ 14 là còn 5 Số 5 nó nhỏ hơn số 7 Hợp lý Đây là số dư Đây là số chia Bài số 2 Người ta đã chuẩn bị là 32.850 quyển vữa Phân đều cho bốn trường Hỏi mẫu trường nhận được nhiều nhất là bao nhiêu quyển vỡ Và còn thừa lại mấy quyển vỡ Đây Chúng ta tính Hỏi trường mẫu trường nhận được bao nhiêu quyển vỡ Số quyển vỡ Mẫu trường Nhận được là 3, 2, 8, 5, 0 để chia cho 4 Bằng 3, 2 chia 4 là được 8 8 là chia cho 4 là được 2 Được 1 Ngày 2 Đi vào ngay chỗ này thì Được à, bấy nhiêu quyển vừa Và dư 2 Vậy Trường nhận nhiều nhất Trường nhận Nhiều nhất 8212 quyển Vỡ và dư hai quyển đáp số tám hai một hai quyển vỡ và dư hai quyển Bài số 3 Số bị chia Là nguyên cái giải này Được không Số chia Là cái giải này Thương là cái Cái cột này Và số dư là cột này được. như vậy thì chúng ta Chia xong Rồi chúng ta ghi vô đây Thương là số dư Giờ là 12 Ta chia cho 6 Là được 2 7 x 6 được 1 12 ta chia 6 là được được 2. 9 ta chia 6 là được được 1. Bây giờ là dư 3. Bài này 21 ta chia 7 là được 3. 7 ta chia 7 là được 1. 9 ta chia 7 là được 1 dư 2. Nào. Như vậy là 28 ta chia cho 7 được 4, 4 x 7 28. Như vậy là vừa đủ, như vậy là dư 0. Tiếp theo, 49 687 chia cho 8. Nhì 8 nhân cho 6, à, 8 nhân 6 là 48, vậy là 6. Nhì dư 1. Dư 1 là 16, 16 là chia 8 được được 2. Hạ số 8 xuống vậy là được 1. Được. Hạ số 7 xuống vậy là được 0. Thì là dư 7. Bài tiếp theo. 30 chia 9 là được 3 3 nhân 9 là bằng 27 vậy là dư dư 3 ha. À, dư 3 thì là 36. bằng 4, 4936. 7 hạ xuống là bằng bằng 0. 2 hạ xuống là 72 chia cho 9 là được 8. Vậy là vừa đủ à, vừa đủ thì số dư là không có. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé xin chào các em